Chào các bạn, mình là Việt Tuấn Cương Cầu. Hôm nay mình sẽ bàn về chủ đề là gắn bô như thế nào là để hiệu quả và hợp lý. Thì với bô thì trước hết mình phải coi xe của mình là phân khúc bao nhiêu phân khói. Mình không thể nào mà lấy một cây bô của xe 1.000 phân khói, 600 phân khói mình gắn lên chiếc xe chỉ 150 phân khói, 135 phân khói. Thì điều đó nó có thể là chỉ đơn giản là bạn có một cây bô đẹp nhưng mà bạn chạy không có ra gì, thì cái bô nó đâu có thiết kế được cho bạn. Vậy vì thế cách tốt nhất là người ta khuyến cáo là bạn hãy nên gắn cái bô nào mà người ta đã sản xuất ra nguyên cái đó dành cho xe của bạn, thì bạn gắn vào, khi bạn căn chỉnh nó sẽ ra cái hiệu suất tối đa cho động cơ của bạn. Còn vấn đề khi gắn bô rồi thì có nên căn chỉnh xăng gió hay không, thì tôi xin trả lời với các bạn là như thế này: bạn gắn cái bô nào vô xe bạn nó cũng chạy được, bạn không chỉnh nó vẫn chạy được. Nhưng mà cái quan trọng á là nó chạy được ngon hay dở. Thì theo như cái kinh nghiệm của tôi thấy xe của tôi á, là tôi gắn cái bô vô mà tôi không căn chỉnh xăng gió thì cái ga đầu á nó hay nổ lực phục lực bật, nó cứ khờ khờ thật. Và cái ga cuối nước hậu của nó cũng không phát huy hết công suất tối đa. Một lần tôi đã thử, tôi gắn cái SC Project S1 và chiếc xe của tôi đem lên máy Dyno Z tôi chạy, nó chỉ có 120 mã lực, 121 mã lực là hết mặt cỡ. Nhưng khi tôi đem đi căn chỉnh xăng gió lại thì xe tôi đạt được công suất tối đa là 130 mã lực. Điều đó cho thấy gì? Nếu bạn gắn bô độ mà bạn không căn chỉnh xăng gió thì xe bạn nó còn yếu hơn cả xe zin. Đấy, chứ không phải là cứ gắn bô độ vô là bảo đảm là mạnh lên bao nhiêu mã lực hay gì. Theo như người sản xuất nó, gắn bô độ là phải chỉnh lại xăng gió các thứ cho nó phù hợp với cây bô thì nó đạt được công suất tối đa. Với bô thì nó lại phân ra nhiều loại. Bô có lòng dài, có lòng ngắn, có lòng có nỉ, có lòng không có nỉ. Thì tất cả đều tụ chung như thế này: bô nào mà lon càng dài thì tiếng ra sẽ càng ấm, còn bô nào mà lon càng ngắn thì tiếng nó sẽ càng lạc. Và vì sao có xe trong trường có xe gắn bô dài với xe gắn bô ngắn, thì cái đó tùy thuộc vào cái canh của người ta. Bô ngắn thì nó sẽ cho cái lực phát hơi máy nó lẹ, hai ba nó dần cái nó đi liền, nhưng mà ngược lại nó sẽ thiếu hậu. Còn khi mà bô dài thì đề nó không mạnh bằng nhưng mà hậu nó sẽ có, và nó còn giữ lại sức nén cho động cơ. Đấy, thì vấn đề là như thế. Vì thế hãy lựa chọn cho bô phù hợp của mình và tìm cách chỉnh xăng gió cho phù hợp với chiếc xe của mình. Là về vấn đề mà chỉnh xăng gió thì với xe phun xăng bình thường thì có thể là mình sẽ chỉ cần canh những công tích chỉnh xăng gió trên cái bình xăng con của mình thôi. Còn với những cái xe FE thì nó phải có những thiết bị chuyên dụng đi kèm, chẳng hạn như là Baza hoặc là Power Commander, nó gắn vô để nó can thiệp vào nó hoạt động như thế nào. Có nghĩa là bạn chỉnh một cái gì đó, canh chỉnh xăng gió, thì khi ECU bạn đưa ra tín hiệu nó sẽ đi qua cục đó, cục đó nó sẽ truyền tín hiệu đã được map theo cái bô của bạn trực tiếp tới động cơ, thì như đó xe của bạn nó sẽ chạy công suất tốt nhất. Còn nếu bạn không căn chỉnh thì đừng có hy vọng là xe bạn sẽ vẫn mạnh như gì. Chào các bạn, tạm biệt mọi người.